Tổng tài hắc đạo cùng cô vợ giả nai. Tập 8 Hai tiếng sau, Lộc Chi Lăng có chút mệt mỏi, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Bất ngờ có một giọng nói gọi tên cô, thư ký Lộc, Chi Lăng quay ra nhìn thì có chút ngạc nhiên, nam chính vừa được chọn là diễn kiều dương sao, sao anh ta cũng ở đây. Thư ký Lộc, có lẽ cô không nhớ tôi, buổi cắt tinh vừa nãy chúng ta đã gặp nhau, tôi tên kiều dương, Lộc Chi Lăng không biết có phải là mình nghe lầm không, sao giọng của người này nghe giả tạo vậy hắn ta bước vào phòng rồi đóng cửa lại sao thư ký lộc lại nghĩ tới việc làm công cho người khác vậy với ngoại hình của cô chắc chắn sẽ nổi tiếng trong giới giải trí tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên lộc chi lăng có thể cảm nhận được tình huống không ổn hắn ta tiến đến chỗ chi lăng rồi cầm tay cô cô muốn lấy nước à để tôi giúp cô chi lăng lùi lại phía sau trừng mắt nhìn anh ta không cần đâu xin hãy tự trọng tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà sao lại đến mức không tự trọng vậy Chi Lăng nhìn hắn ta bằng ánh mắt ghét bỏ, bản thân có ý nghĩ xấu xa mà tưởng cô không biết sao. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nói, Bạc Tổng, chào ngài, tôi là nữ chính của bộ phim hào môn này, Trần Tuyết Nhiên, xin hãy chiếu cố. Thư ký Lộc, đừng như vậy, cô đừng kéo tôi, chúng ta vừa mới quen. Lộc Chi Lăng không khỏi bất ngờ trước sự giả tạo của tên cha nam này, chỉ cần cô lùi lại dựa vào tường, thì sẽ thành tư thế nhạy cảm, hóa ra đây chính là mục đích tên này, dùng cách ghê tởm này để chia rẽ cô và bạc vọng lộc chi lăng tránh ra khỏi vòng tay của hắn hắn ta định nhào lên bắt lấy cô nhưng bắt hụt lộc chi lăng cầm chai nước lên đúng lúc đó bạc vọng mở cửa bước vào cánh cửa vừa được mở ra thì bạc vọng đã nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng lộc chi lăng cầm chai nước ném thẳng vào mặt tên cha nam đừng có bám lấy tôi nữa cô chạy đến chỗ anh bạc vọng hắn ta muốn sảm sỡ em đuổi hắn ta đi bạc vọng lạnh lùng nhìn cô bị sờ rồi sao chi lăng có chút tủi thân suýt khóc em tránh ra rồi nhưng đúng là hắn có ý đồ này bạc vọng quay ra nhìn hắn bằng ánh mắt tàn ác hắn ta sợ hãi giải thích giám đốc bạc không phải như vậy đâu tôi chỉ là đứng không vững à không là thư ký lộc thư ký lộc chủ động ngã vào lòng tôi còn kéo cả vạt của tôi nữa tôi tưởng cô ta có ý với tôi hắn ta chỉ đang mong chờ bạc vọng sẽ nghi ngờ thư ký lộc nghi ngờ người phụ nữ của anh lộc chi lăng níu tay bạc vọng lại em không có bạc vọng cô còn đang không biết liệu anh ấy có tin lời nói giả dối này không giọng nói của tên cha nam vẫn vang lên là thật đó giám đốc bạc cô ta nói thích xem phim của tôi là fan của tôi còn bảo tôi ký tên ở trước ngực cô ta bạc vọng không phải đâu em thật sự không có ngoài anh ra trong mắt em không hề có ai bạc vọng nói với chi lăng cô đứng đây một lát không sao ngoan ngoãn đứng đây đợi thấy ổn thì che tay lại bạc vọng vào trong rồi đóng cửa lại lộc chi lăng đứng bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của hắn ta giám đốc bạc tôi không dám nữa lần này bạc vọng ra tay rất nặng không biết lúc này kiều dương có thấy hối hận hay không một lúc sau bạc vọng mở cửa bước ra lộc chi lăng có thể ngửi thấy cả mùi máu tanh nồng anh bất ngờ kéo tay lộc chi lăng bước đi thật nhanh cô có chút giật mình khi thấy anh như vậy được rồi bạc vọng đến phòng làm việc rồi bạc vọng đột nhiên dừng lại xem ra anh vẫn còn giận chi lăng lại tiếp tục giải thích với anh tên kiều dương kia chắc là được kẻ có ý đồ đưa vào cố ý chia rẽ quan hệ giữa hai chúng ta may mà lúc nãy anh đến kịp bằng không em không dám nghĩ hắn sẽ làm gì em nữa bạc vọng quay lại nhìn cô rồi lạnh lùng hỏi phòng trà nước có camera đúng không anh không tin em sao bạc vọng lên tiếng nói đi trích xuất camera giám sát ngoan đi trích xuất camera đi anh đặt cô ngồi trước camera thấy chi lăng có chút căng thẳng bạc vọng lên tiếng hỏi không dám xem sao lộc chi lăng Chột dạ rồi à. Được rồi. Lộc Chi Lăng bật camera lên. Bạc Vọng ngồi xuống đó chăm chú quan sát. Chi Lăng quay mặt đi. Trong lòng thì vô cùng khó chịu. Bạc Vọng anh ấy không tin tưởng cô. Vẫn luôn nghi ngờ cô. Sau khi xem xong, sự tức giận trong người Bạc Vọng lúc này mới tan biến. Anh ôm chặt lấy cô. Không sao nữa rồi. May mà lúc đó cô đủ thận trọng. Không dám đi sai bước nào. Nhưng nếu có lỡ như thì sao? Lỡ như có hình ảnh nào đó khiến người ta hiểu lầm. Bạc Vọng sẽ làm thế nào? chọn tin tưởng cô hay là tin tưởng đôi mắt của anh ấy, e là về sau. Bạc vọng, anh không tin tưởng em, tại sao lại đồng ý thử với em, không tin cô, và để cô chơi, có gì xung đột với nhau à, trên đời này tôi không tin ai cả, thế nên lộc chi lăng à. Tốt nhất là cô mãi mãi đừng để tôi tìm thấy chứng cứ cô phản bội tôi, bằng không tôi sẽ không tha cho cô đâu, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết, muốn chết mà không được. Cả người lộc chi lăng run lên, rõ ràng không phải lỗi của cô, Tại sao anh ấy lại tự tin như vậy? Vì hai kẻ từng phản bội anh ấy là bạn thân. Nên giận cá chém thớt sao? Nếu có thể thì cô rất muốn tát anh ấy một phát thật đau. Nhưng cô không thể, bây giờ không được. Chi lăng hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Sau đó ôm chặt lấy bạc vọng. Anh nhếch mép cười lạnh. Sợ rồi à? Không có, chỉ là em nghĩ. Khi ai đó nghi ngờ người khác theo bản thân, chắc người đó không dễ chịu đâu nhỉ. Không biết người khiến anh và đáng để anh một lòng một dạ tin tưởng khi nào mới xuất hiện. Bạc vọng thẳng thắn nói, người này không tồn tại anh sẽ không để người này xuất hiện ngày tháng mà bất kỳ lúc nào cũng có thể bị người mình tin tưởng đâm cho một nhát anh chịu đủ rồi rồi sẽ có thôi anh chắc chắn sẽ trở nên tốt đẹp hơn vui vẻ hơn chi lăng vẫn phải cố gắng tỏ vẻ dịu dàng với anh còn trong lòng thì không khỏi tủi thân lúc này cô chỉ muốn được trở về nhà mình úc vân phi ở nước ngoài lúc này đang nghe người giúp việc thông báo phu nhân kiều dương được hạ mỹ tình đưa vào viện cô ấy làm vậy cũng phí công vô ích Lục Chi Lăng này rất thận trọng, những chàng trai mà chúng ta đưa đến ai cũng không nói chuyện được với cô ta. Úc Vân Phi chỉ cười lạnh, người của lão phu nhân sao toàn nhân vật đơn giản vậy. Cô ta muốn bám lấy bạc vọng nên không thể để bản thân có bất kỳ sai sót nào, vậy phải làm thế nào ạ, à? bộ phim truyền hình này sắp chiếu rồi. Vội cái gì, Lục Chi Lăng không mắc bẫy được đàn ông, còn có thể mắc bẫy được phụ nữ sao, đợi làm chết bạc vọng rồi. Đường nhi của ta sẽ là người thừa kế hợp pháp, tranh vanh nhất định sẽ cưới tôi làm vợ, Đến lúc đó sẽ có một chiếc nhẫn cưới được đeo trên tay của tôi. Bộ phim Hào Môn chính thức khai máy, Lộc Chi Lăng dường như theo sát mọi cảnh quay của đoàn làm phim, chú ý từng phần một, trong nháy mắt đã hơn tháng trôi qua. Lý Minh Hoài cầm ô đến che cho cô, Lộc Tiểu Thư, đừng phơi nắng, cảm ơn anh. Sau chuyện của Kiều Dương, công ty bảo an của SG cũng đột nhiên thay đổi, đội trưởng đội bảo an trở thành Lý Minh Hoài, bạc vọng đang giám sát mọi hành động của cô. Cốc Na nhìn thấy Chi Lăng thì hào hứng nói, Chi Lăng, không ngờ bộ phim này lại thuận lợi như vậy tập đầu đã bị cắt kha khá có thời gian thì cùng nhau đi xem nhé đợi đã cô nhìn bên kia kìa sao vậy bình thường trong khi chờ cảnh quay vai chính sẽ ngủ một lúc trên xe nhiều nhất là quay về khách sạn nghỉ ngơi một lát cô ta thì khác cứ rảnh là chạy đến sg cô ta cũng chẳng phải nghệ sĩ ký hợp đồng với chúng ta dùng cô ta để chấm công mỗi ngày à tiểu thất cô đừng chê tôi nhiều chuyện thực ra tâm tư của cô ta đã quá rõ ràng cả ngày cứ mặc đồ giống cô để đến SG, cô phải đề phòng đấy. Lộc Chi Lăng có vẻ không mấy quan tâm, Bạc Vọng không hay đến công ty, hơn nữa Bạc Vọng muốn làm gì thì cô cũng không thể ngăn cản anh ấy được. Này, cô có thai mà ngày nào cũng chạy đến đoàn làm phim làm việc liên tục, Bạc Vọng vẫn luôn ăn chay phải không, cô cẩn thận chút, thật đó, vâng vâng đạo diễn cốc, giờ tôi về tìm hiểu đây. Khi Lộc Chi Lăng bước vào văn phòng thì đột nhiên nghe thấy đám nhân viên trong công ty bàn tán, Trần Tuyết này đúng là rất có thủ đoạn nha lần nào cũng lợi dụng cùng tổ với Lục Chi Lăng để đào góc tường, đúng là tận dụng mọi cơ hội để đào, tôi còn tưởng bạc tổng thích cô ta lắm chứ. Không chê cô ta đã có gia đình, còn suýt vì cô ta mà diệt cả nhà họ cung, đàn ông mà, không phải là vừa ngoảnh lại đã bị diễn viên nữ quyến rũ à. Hôm qua chị tôi nhìn thấy Trần Tuyết vào khách sạn thuê phòng với một người đàn ông, còn chụp ảnh đây này. Mọi người xem đi, là bạc tổng đó, mà nó, thật hay giả đấy, thật mà, chuyện thế này tôi nói điêu làm gì chứ hơn nữa bạc tổng nom không giống người trung thủy cũng đúng cần gì phải giữ thân trong sạch vì một con đàn bà đã kết hôn đột nhiên chiếc điện thoại trên tay cô nhân viên bị giật lấy lộc chi lăng cầm lên xem cái vòng tay kia người này thật sự là bạc vọng chi lăng liền xóa bức ảnh này đi sau đó quay sang nói với đám nhân viên nhiều chuyện nói bậy về bạc tổng ngay bên ngoài văn phòng giám đốc sợ mình sống lâu quá sao vâng ạ à, xin lỗi thư ký lộc chúng tôi sai rồi tôi mong chuyện này sẽ dừng ở đây nếu sau đó tôi nghe được chúng ở chỗ khác, thì tôi sẽ coi như các người truyền ra, đến lúc đó người xử lý các cô là bạc tổng chứ không phải tôi. Hiểu chưa? Vâng vâng, chúng tôi biết rồi. Lý Minh Hoài liếc mắt nhìn Chi Lăng bằng ánh mắt ngưỡng mộ, không hổ là chị dâu, ngầu quá đi, mình cứ tưởng chị ấy sẽ đi mách anh vọng chứ. Lộc Chi Lăng bất ngờ nhìn thấy Trần Tuyết Nhiên bước ra từ văn phòng của bạc vọng, vai áo sộc sệt, cả người có chút mệt mỏi, thật khiến người khác phải nghi ngờ. Lý Minh Hoài không khỏi kích động, căng đây, sắp đánh nhau rồi sắp giật tóc nhau mắng hồ ly tinh rồi trần tuyết nhiên thấy lộc chi lăng thì cười đầy khiêu khích thư ký lộc về rồi à lát nữa tôi còn hai cảnh quay nữa tôi đi trước đây nói xong hai người họ đi lướt qua nhau lý minh hoài có chút ngạc nhiên không rằng tóc sao như vậy vẫn nhẫn nhịn được ư lộc chi lăng đứng ngoài cửa không khỏi do dự mình có nên nhắc nhở bạc vọng không vừa nhìn đã biết là trần tuyết nhiên có ý đồ khác rồi giữ lại một người phụ nữ như thế này ở bên cạnh sẽ chẳng có bất kỳ lợi ích nào hết khi cô mở cửa phòng ra thì có chút ngạc nhiên không ngờ anh ấy lại không ở trong phòng nghỉ ngơi mà đang ở đây luyện chữ sao chữ viết tay này ngày càng đẹp một khi anh ấy nghiêm túc làm thì sẽ có sự tiến bộ thần tốc bạc vọng đưa cho chi lăng tờ giấy mà anh vừa viết xong trên mặt còn tỏ vẻ mong được khen lộc chi lăng cũng hiểu ý của anh cô hết lời khen ngợi anh luyện chữ đẹp lắm bạc vọng đã rất cố gắng rồi thế nên có đời sống riêng tư cũng là chuyện thường chỉ cần anh ấy có thể giành được một vị trí trong tập đoàn là được Bạc vọng chỉ hờ hững đáp, rảnh quá không có việc gì làm nên mới tùy ý viết chữ một lát. Anh bất ngờ ôm eo chi lăng khiến cô không khỏi suy nghĩ, không phải Trần Tuyết Nhiên vừa mới đi ra à, anh ta nổi hứng nhanh vậy sao? Bạc vọng hôn lên tóc cô rồi nói, lại tới giết thời gian ở đoàn phim à. Đúng vậy, anh luyện chữ cũng vất vả rồi, để tôi đi làm chút điểm tâm cho anh. Bạc vọng giữ chặt cầm cô lại, sau đó nồng nhiệt hôn lên môi cô. Lộc Chi Lăng lại nghĩ đến hình ảnh Trần Tuyết Nhiên vừa mới đi ra khỏi phòng anh, cô bèn quay mặt đi né tránh, đừng mà bạc vọng. Anh thủ thủy bên tai cô, ba tháng rồi, cái thai đã ổn định rồi. Bác sĩ nói tôi bị thiếu máu, tình trạng khá đặc biệt, tốt nhất là không nên, một trần tuyết nhiên còn chưa đủ à. Sao sinh lực của anh ta nhiều thế, hay là anh ta chưa từng động vào Trần tuyết nhiên, tất cả chỉ là do Trần tuyết nhiên dở trò. Cô định bắt tôi nhịn hết 10 tháng à. Điện thoại Lộc Chi Lăng đột nhiên có tiếng chuông, là đạo diễn cốc, phía đoàn phim có chút chuyện, tôi phải qua đó một lát. Vốn dĩ là bên đó rất bận, chỉ là tôi nhớ anh không chịu nổi nữa rồi nên mới quay lại xem sao, vậy để tôi pha tách trà cho anh rồi mới đi nhé. Ừ, đi đi, bạc vọng nhìn cô quyến luyến không rời. Lộc Chi Lăng mở cửa bước ra, Lý Minh Hoài vẫn đứng ở ngoài đó. Cô lên tiếng can dặn, đội trưởng Lý, điều mấy người bí mật bảo vệ bạc tổng, gần đây có thể có mấy người đang dòng ngó cuộc sống riêng của bạc tổng, nên chú ý nhiều hơn. Tôi hiểu rồi thư ký Lộc, đội trưởng Lý là người của bạc vọng, đúng lúc Tri Lăng có thể mượn anh ta truyền lời để bạc vọng biết, gần đây Trần Tuyết Nhiên tiếp cận anh ấy là có mục đích khác. Tôi vào nhà vệ sinh trước, nói xong Tri Lăng xoay người rời đi. Lý Minh Hoài vừa bước vào phòng thì liền lên tiếng, bạc tổng, phu nhân nói. Còn chưa đợi Lý Minh Hoài nói tiếp, bạc vọng đã nói ngay, cô ấy tưởng tôi với nữ diễn viên kia có mối quan hệ không rõ ràng. Còn muốn cậu xử lý tay mắt bám theo giúp cô ấy, ngoài việc bảo cậu giúp ra, cô ấy còn nói gì khác không? Cô ấy không nói gì khác nữa, chỉ là hình như mắt có vẻ hơi đỏ, nói mấy câu là cô ấy vào nhà vệ sinh rồi ạ à. Lý Minh Hoài thấy Chi Lăng giống như bị mệt, dù sao mấy hôm nay cô ấy đều ở đoàn làm phim Bà Vọng thì lại hiểu theo hướng khác, ồ, khóc rồi, hay là không chú ý, Lộc Chi Lăng yêu rồi Bạc Vọng và Quý Cạnh lại đi chơi ở quán bar Bạc Vọng liếc nhìn đồng hồ, 11 giờ, chưa tới một tiếng đồng hồ sau, người phụ nữ đó chắc chắn lại hối anh về nhà nữa Đột nhiên bạc vọng nghe mấy người đàn ông ngồi bên cạnh đang nói chuyện với nhau. Anh bị đần à, phụ nữ mà nghe lời anh răm rắp thì chính là không yêu anh. Anh không biết cô ấy đối xử với tôi dịu dàng tình cảm ra sao đâu. Tôi cứ tưởng cô ấy quá yêu tôi nên mới ngoan như vậy. Sao tôi biết được cô ấy là hạng người này? Thôi thôi người anh em, cứ xem như tiêu tiền mua một bài học đi. Họ đang nói gì vậy? Bạc vọng lên tiếng hỏi quý cạnh. Là tên ngốc đinh chu à, trước kia hắn có cua được một em rất ngoan. Không khóc không quậy không ghen còn vô cùng quan tâm, làm cho Đinh Chu rất cảm động, xem tí nghỉ chơi ở bên cô ta, sau đó thì sao? Sau đó người phụ nữ đó ôm tiền chạy ra nước ngoài chứ sao, ghê gớm hơn là cô ta còn để lại một bức thư, nói từ đầu cô ta đến là vì tiền. Còn cười cậu ta lên giường không có sức, chuyện này đã trở thành trò cười trong giới rồi, Đinh Chu đúng là đần mà, phụ nữ mà càng ngoan thì càng có vấn đề. Tính toán chi ly, ghen tuông cãi nhau mới là yêu anh, quậy càng giữ thì chứng tỏ cô ta không muốn buông tay anh không cãi nhau không quậy phá, nghe lời hiểu chuyện, không phải có âm mưu thì chính là muốn rời xa sớm. Bà vọng nhăn mặt lại khi nghĩ đến những gì mà Quý Cạnh nói giống hệt Lộc Chi Lăng đối với anh, anh tức giận đứng lên, Quý Cạnh vội vàng gọi lại, anh vọng, sao mới ngồi xuống mà đã đi rồi. Tại đế Giang Đình, Lộc Chi Lăng vừa mở cửa bước vào nhà thì đã thấy bạc vọng đứng đó chờ cô. Cô tiến đến bên anh rồi hỏi, bạc vọng, anh cố ý đợi em sao? Bạc vọng chỉ nhìn cô mà không nói gì, vẻ mặt cũng có chút khó chịu nụ cười trên mặt chi lăng đột nhiên cứng đờ hôm nay bạc vọng rất khác thường lẽ nào đã xảy ra chuyện gì sao nhìn biểu cảm của anh ấy không hỏi thì hơn anh có muốn ăn gì không em đi mua ít bánh hải đường về ăn nha cô đói sao để tôi nấu cho cô ăn không cần phiền vậy đâu em không muốn anh vất vả để em đi mua thì hơn lộc chi lăng không dám ăn đâu nhìn dáng vẻ hiện tại của bạc vọng không giống muốn nấu ăn mà giống giết người hơn bạc vọng lại không khỏi nghĩ ngợi không cảm giảm không sinh sự ngoan ngoãn nghe lời quan tâm đầy đủ chính là không yêu là như thế này sao anh tức giận quát lên tôi nói là tôi sẽ nấu bạc vọng đặt một miếng xương sườn lên trên mặt bàn chuẩn bị chặt anh lạnh lùng nói với chi lăng qua đây ngồi ánh mắt anh hàm hàm sát khí vung dao lên sau đó dứt khoát chặt đứt đôi miếng xương trên bàn cách chặt thịt này quả nhiên là lớn lên ở lò mổ lộc chi lăng chỉ cảm thấy ớn lạnh một vệt máu bắn lên má cô rốt cuộc mình đã làm gì khiến sát thần này tức giận như vậy lộc chi lăng rụt rè lên tiếng em đi lấy chai nước ngồi đó đi bạc vọng lạnh lùng nói với cô bạc vọng vừa chặt thịt vừa liếc mắt nhìn về phía chi lăng nếu giờ mà có người đi vào thấy cảnh này nói bạc vọng không phải đang xử lý hiện trường án mạng chắc cũng không ai tin không thể cứ để tiếp tục như vậy nghĩ vậy chi lăng liền dũng cảm nói bạc vọng bất kể xảy ra chuyện gì đều có thể bàn bạc chúng ta cùng nhau giải quyết anh đừng như vậy anh như vậy em rất lo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì anh nói ra đi được không là có ai trong SG chọc giận anh ấy sao, vô lý quá, bây giờ ngoài mặt mấy người đó không hề dám đắc tội anh. Bạc vọng đặt con dao xuống, sau đó quay sang nói với Chi Lăng, tối qua quý cạnh tổ chức một cuộc họp mặt. Một đám nữ ngôi sao vừa vào quán ba đã nhào vào lòng tôi, Lộc Chi Lăng còn đang không hiểu, anh ấy nói chuyện này để làm gì. Tôi cảm thấy Trần Tuyết Nhiên không tệ, muốn cua cô ấy, không ảnh hưởng đến việc quay phim của các cô chứ. Lộc Chi Lăng kinh ngạc nhìn anh, Cô mà nói không ảnh hưởng thì chắc sẽ có kết cục giống cục xương sườn này quá, rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì? Anh ta đang chê cô quản nhiều, hay là cảm thấy hình tượng nhân vật không ghen tuông của cô có vấn đề? Nếu là vế trước, Bạc Vọng không cần hỏi kiểu này để thăm dò cô, xem ra là vế sau rồi, anh ta lại nghi ngờ tình cảm mà cô dành cho anh ta là thật hay giả. Ngước mặt lên, tôi đang hỏi cô đó, Bạc Vọng nhìn Chi Lăng rồi ra lệnh. Lục Chi Lăng nhớ lại lúc trước Cốc Na đã từng mắng diễn viên, diễn khóc mà cũng không biết sao nếu khóc không ra thật thì nghĩ đến việc đau khổ nhất của cô yêu mà không có được lật mặt với bạn bè tranh chấp với người nhà nửa đêm buồn bã sẽ tìm được một chuyện khiến bản thân nhập mình vào thôi nước mắt tự nhiên sẽ chảy ra bạc vọng sững sờ nhìn lộc chi lăng đang khóc mắt cô đỏ hoe nước mắt thì giàn ruộng. lộc chi lăng lau nước mắt trên mặt rồi nói với anh anh có quen ai thì cũng không ảnh hưởng đến việc quay phim chỉ là trần tuyết nhiên là người không đơn giản anh và cô ta bên nhau tốt nhất nên cẩn thận một chút thường xuyên kiểm tra xem trong quần áo và túi cô ta có thiết bị nghe lén hay không. Tất nhiên dù anh có bị chụp cũng không sao cả. Lỡ như bị lộ ra, em sẽ bảo bộ phận quan hệ xã hội nói hai người là yêu đương bình thường, hướng về việc kết hôn, như vậy thì ảnh hưởng tiêu cực sẽ nhỏ đi rất nhiều. Đại thiếu phu nhân nhà họ bạc như cô đúng là rộng lượng thật. Em có tư cách không rộng lượng sao, dù sao bất kể ra sao, chỉ cần anh vui là được, những chuyện khác đều không quan trọng, em cũng không quan trọng, cô cảm thấy không quan trọng thì mắt đỏ cái gì em đâu có phải được làm bằng đá, tất nhiên không thể thờ ơ được, anh không nói mấy lời này trước mặt em thì em đâu có như vậy, xin lỗi, em không nên nói mấy lời này. Em muốn về phòng ngủ, anh đừng nấu cơm nữa, tránh cho tay đau. Bạc vọng đứng đó nhìn theo bóng dáng cô, lại về phòng khóc sao. Bạc vọng nhìn thế nào cũng thấy cô ấy không giống với những kẻ khác, quy cạnh chính là tên đần độn không có hiểu gì hết. Sau khi vào phòng, Lộc Chi Lăng nhanh chóng đóng cửa lại, lúc này cô vẫn chưa hết sốc, bạc vọng khó hầu hạ quá hai giờ sáng lộc chi lăng vẫn một mình đứng ngoài ban công bạc vọng làm như vậy cô căn bản không ngủ được ba cô đã từng cứu cô muốn cô phải sống thật thoải mái nhưng bây giờ cô lại sống ngày càng cẩn trọng dè dặt mỗi bước đi đều có cảm giác như đang đi trên bờ vực thảm vậy cô thực sự có thể đợi đến ngày bình yên trở về giang nam sao đang khóc à đột nhiên chi lăng nghe có tiếng của bạc vọng cô quay mắt lại nhìn bạc vọng cũng đang nhìn cô không rời mắt anh đang nghĩ cô tủi thân như vậy sao nửa đêm không ngủ còn chạy lên sân thượng khóc. Không có, tôi chỉ đói thôi, muốn ăn bánh hoa hải đường. Bạc Vọng liền hỏi cô, muốn ăn bánh hoa hải đường ở nhà nào? Chi Lăng không khỏi ngạc nhiên, anh ta muốn mua đồ ăn cho cô sao, chỗ tôi hay đến 12 giờ đóng cửa rồi. Bà Vọng không quan tâm đến điều đó, anh tiếp tục hỏi cô, nhà nào, nhà đó trên đường Trung Sơn, nhưng nhà họ thật sự đã đóng cửa rồi, bây giờ đến cũng không mua được nữa. Đừng nói nhiều, đi theo tôi, bạc vọng cầm tay lộc chi lăng rồi kéo cô đi khi hai người họ đến tiệm bánh đó thì quả thật quán đã đóng cửa rồi bạc vọng lấy điện thoại ra gọi văn đạt anh còn chưa đến sao muốn tôi đi đón anh phải không đến rồi đến rồi đại thiếu gia chúng tôi sắp hạ cánh rồi một chiếc máy bay trực thăng bay trên đỉnh đầu của bọn họ lý đạt mở cửa ra gọi to thiếu gia lộc chi lăng không khỏi kinh ngạc phô trương như vậy sao trước đây cô ở lộc gia cũng không muốn gì làm nấy như vậy nửa tiếng sau chủ tiệm bánh đem bánh lên rồi nhìn chi lăng với vẻ mặt thấp thỏm chi lăng ngại ngùng nói cảm ơn ông chủ tiệm bánh có chút lo sợ không dám không dám chi lăng chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống nhưng bạc vọng đã tốn công sức như vậy không dỗ được anh ta sẽ lại tức giận chi lăng đưa bánh lên miệng rồi ăn thử một miếng ngon quá cảm ơn anh bạc vọng anh thật tốt chi lăng đưa một miếng bánh đến trước mặt bạc vọng anh cũng ăn một miếng đi bạc vọng cầm lấy tay cô sau đó đưa bánh lên miệng ăn thử đúng là không tệ. Cuối cùng dưới ánh mắt của Bạc Vọng, Lộc Chi Lăng đã ăn hết ba miếng bánh, thấy tâm trạng cô có vẻ tốt lên, Bạc Vọng liền lên tiếng. Ăn xong thì vui rồi sao? Chi Lăng vừa lau miệng vừa vui vẻ đáp, no rồi, không chỉ no mà còn nghe thở, chúng ta về đi. Bạc Vọng đứng lên, sau đó đưa tay ra trước mặt cô. Lộc Chi Lăng mỉm cười rồi đặt tay lên tay anh, hai người nắm tay nhau ra về. Trước khi đi, Bạc Vọng còn ra lệnh, tuyển đầu bếp này về Bạc ra, để anh ta mỗi ngày làm vài chiếc bánh đưa đến chỗ tôi vâng thưa đại thiếu gia lộc chi lăng không khỏi thở dài quả nhiên vẫn là phong cách boss bá đạo quen thuộc thời gian trôi qua thật nhanh chớp mắt đã đến ngày phát sóng bộ phim cốc na hỏi lộc chi lăng tiểu thất giám đốc bạc và trần tuyết nhiên không có gì với nhau chứ gần đây lời nói bóng gió trong đoàn phim ngày càng nhiều nhiều đến mức không thể khống chế nổi họ không có quan hệ gì hết em tin tưởng bạc vọng hắn mà dám phụ lòng em thì em hãy nói với chị Chúng ta cùng nghĩ cách để hắn biết ngoại tình sẽ có kết cục như thế nào. Sẽ không đâu, chị yên tâm đi, hơn nữa hiện tại em không quan tâm mấy chuyện này, em chỉ mong phim được phát sóng thuận lợi như chúng ta mong đợi. Một nhân viên đoàn phim hốt hoảng chạy vào thông báo, "Không hay rồi thư ký Lộc, đạo diễn Cốc, giám đốc Bạc bị lộ cảnh giường chiếu rồi." "Cái gì?" Chi Lăng và Cốc Na giật mình quay ra nhìn. Trên mạng đang lan truyền tin tức với tốc độ chóng mặt, Bạc Vọng và nữ ngôi sao Trần Tuyết Nhiên cùng đi khách sạn, đời tư hỗn loạn vẻ mặt của cốc na còn khó coi hơn cả lộc chi lăng cô tức giận bỏ đi cái tên bạc vọng này chị phải đi tính sổ với anh ta chi lăng liền giữ tay cốc na lại đạo diễn cốc chị muốn làm gì tiểu thất lẽ nào em định nhẫn nhịn chuyện này sao tại sao vì vị trí thiếu phu nhân nhà họ bạc à em đừng quên em là con gái lớn lên trong sự cương triều của nhà họ lộc đó em chịu một chút ấm ức cũng là sự sỉ nhục đối với anh cả và trưởng bối nhà họ lộc em có biết không đạo diễn cốc không phải em định nhẫn nhịn chỉ là tối nay là ngày đầu bộ phim Hào Môn phát sóng, lúc này có tin tức này, chị nói xem là nhầm vào ai, rõ ràng đây là có âm mưu. Em tin, đây chỉ mới là bắt đầu, vẫn còn hàng loạt vụ nổ liên tiếp đang chờ đón chúng ta, lúc này em mà cãi nhau với bạc vọng thì chẳng phải quá đúng ý của kẻ ở trong tối sao. Ý của em là, ảnh dương chiếu là giả sao, chắc chắn là giả, không phải giả thì cũng buộc là giả, chi lăng không thể để bất kỳ ai phá hoại lần thành công này của bạc vọng. Cũng phải trong đây không có tấm nào nhìn rõ mặt của giám đốc bạc, vậy nên điều chúng ta cần làm là tin tưởng bạc vọng. Chuyện này cứ giao cho em, chị đi xem đoàn làm phim đi, tất cả đều làm theo kế hoạch. Được. Lộc Chi Lăng lấy điện thoại ra gọi cho bạc vọng nhưng không được, điện thoại cũng không nghe, rốt cuộc bạc vọng đang làm gì. Cách lần phát sóng đầu còn 6 tiếng, trợ lý của Lộc Chi Lăng lo lắng thông báo, thư ký Lộc, không được rồi, tôi đã gửi đơn kiện cho những kênh lá cải đó nhưng vẫn không thể ép tin tức xuống trên mạng đều đang thảo luận về tin xấu của giám đốc bạc công ty đối thủ còn nhân cơ hội chèn ép phải làm sao đây thư ký lộc mọi người đều đang cười nhạo còn tiếp tục như vậy người hóng chuyện tối nay sẽ còn nhiều hơn người xem phim mất sg của chúng ta chắc chắn sẽ trở thành trò cười trong ngành cách lần phát sóng đầu còn 4 tiếng lộc chi lăng nhận được điện thoại của bạc lão phu nhân bà nội sao bà lại gọi điện cho con chi lăng à tranh vanh đang họp hội đồng quản trị giữ chừng thì biết chuyện trên mạng tức đến mức đập văn kiện đầy đất nó nói bà chuyển lời cho các con. Danh tiếng của bạc vọng là bộ mặt của cả tập đoàn. Chuyện lần này quá lớn, nếu các con không thể lật ngược ván cờ, thì sau này nó sẽ không cho bạc vọng cơ hội nào nữa. Lộc Chi Lăng liền nói với bà, trong lòng con có tính toán. Vậy thì bà yên tâm rồi, à đúng rồi, con đừng tin những tin đồn trên mạng, bạc vọng không thể nào có người phụ nữ khác, thật đó, trong năm năm nó về nhà. Bà luôn trông chừng nó, bạc vọng trong sạch, Bà còn nghi có phải vì năm đó ngày nào nó cũng đánh đấm ở cảng Bắc nên bị hư mất chức năng rồi không? Chi Lăng không nhịn được mà bật cười, bà vì ăn ủi cô mà bất chấp tất cả, nói cháu trai mình như vậy, tóm lại con nhất định phải tin tưởng bạc vọng, bạc vọng chỉ có mình con thôi. Bà, bà yên tâm, con vẫn chưa bỏ cuộc, con nhất định sẽ giúp bạc vọng giành được vé vào cửa của tập đoàn. Đây mới là chuyện quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại, nếu không qua được ải tối nay thì tất cả đều bỏ phí. Cũng sắp đến giờ rồi, răng lưới lâu như vậy, giờ cũng nên thù lại rồi. Đám lãnh đạo cũ của SG làm việc cho Úc Vân Phi lúc này đang đi ba ăn mừng, một thằng làm việc trong sòng bạc như bạc vọng thì hiểu gì về giới giải trí. Cứ tưởng quay phim là có thể vào tập đoàn à, giám đốc bàng nói đúng lắm, chỉ tiếc cho giá cổ phiếu của công ty thôi, vẫn đang giảm xuống. Không sao, đợi bạc vọng thất bại, Úc Phu Nhân quay về thì ngày tháng tốt đẹp của chúng ta sẽ lại đến thôi, không sai, nào 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 cạn ly. Sao Tiểu Tuyết Nhiên lại ngồi ở đây một mình vậy, lần này em là đại công thần của chúng ta mà tối nay lúc em nhận phỏng vấn nhớ phải giả vờ tội nghiệp để mọi người nghĩ rằng em bị giám đốc bạc của chúng ta cưỡng ép lát nữa em rạch mấy đường trên tay ám chỉ giám đốc bạc thích bạo lực được em biết rồi bất ngờ cánh cửa phòng mở ra lộc chi lăng mỉm cười bước vào các giám đốc đang ăn mừng gì vậy thư ký lộc sao cô lại đến đây tất nhiên là đến tìm người rồi cô trần tôi muốn nói chuyện với cô một lát trần tuyết nhiên có chút lo sợ không biết Lộc Chi Lăng sẽ định làm gì tiếp theo. Lộc Chi Lăng cho người bắt hết các vị giám đốc ở đây lại. Thư ký Lộc, cô muốn làm gì? Lộc Chi Lăng, cô là xã hội đen sao? Vô pháp vô thiên rồi, không phải cô chỉ là tiểu tình nhân của bạc vọng thôi sao? Cô hống hách cái gì? Trần Tuyết Nhiên sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Thư ký Lộc, cô muốn làm gì? Có chuyện gì thì cô đi tìm cấp trên đi, tôi chỉ là một diễn viên nhỏ. Lộc Chi Lăng liền lên tiếng nói với cô ta, tôi chỉ là muốn nhờ cô Trần giúp một chuyện thôi, 3 tiếng sau bộ phim Hào Môn sẽ phát sóng lần đầu tiên. Tôi muốn mời cô giải thích rõ ràng trên buổi phát sóng phim, nói rằng cô và giám đốc Bạc không hề có quan hệ gì, cô chỉ là thay người làm việc tung tin đồn giả. Có nghĩa là, nói chân tướng sự thật với mọi người. Trần Tuyết Nhiên vẫn giả bộ vô tội, tôi không biết cô đang nói cái gì, tôi không phải người tung ảnh giường chiếu ra ngoài, tôi cũng là người bị hại. Người ngoài sáng không nói lời mập mờ, sự thật thế nào cô và tôi đều hiểu rõ, người ta đã sai cô làm chuyện này bằng cách nào lấy người nhà của cô ra uy hiếp sao nếu là như vậy giám đốc bạc có thể giúp cô giải quyết cũng có thể bảo đảm sự an toàn của cô sau này nếu là dùng tiền nhìn phản ứng chột dạ của trần tuyết nhiên thì xem ra đúng là dùng tiền rồi tôi sẽ không đưa ra giá cao hơn cho cô cô diễn rất tốt hoàn toàn có thể dựa vào thực lực đi lên đỉnh vinh quang nhưng bây giờ lại dùng danh tiếng cả đời của bản thân để hại người cô cam tâm sao sau này còn được bao nhiêu người nghĩ cô thuộc diễn viên phái thực lực nữa rồi sẽ có bao nhiêu người đưa móng heo lên người cô giống như lúc nãy. Trần Tuyết Nhiên cúi thấp đầu xuống, không cam tâm thì đã sao, đám người đó ra cái giá mà cô ta có đóng phim cả đời cũng không kiếm được. Một thư ký như Lộc Chi Lăng biết chuyện thì đã sao, cô ta chỉ là đang phô trương danh thế mà thôi, muốn dụ dỗ cô ta sao, Lộc Chi Lăng không có cửa. Thư ký Lộc, cô như vậy thì tôi không cảm nhận được thành ý của cô đâu, cô Trần, tôi nói lại một lần nữa. Tôi sẽ không dùng tiền để thỏa mãn dã tâm của cô đâu, an tâm và dã tâm, trên đời này không có chuyện tốt vậy đâu không nỡ đưa tiền thì còn nói gì nữa tốt nhất cô mau thả tôi đi nếu không tôi sẽ báo cảnh sát nói cô giam cầm làm hại tôi lộc chi lăng vốn đã nghĩ đều là phụ nữ cô còn muốn cho cô ta một con đường nhưng xem ra không được chi lăng nói với trần tuyết nhiên nếu bàn chuyện không thành vậy thì mời cô điện thoại của bạc vọng vẫn đang tắt nguồn rốt cuộc anh ấy đang làm gì lộc chi lăng giả bộ nói chuyện với anh bạc vọng trần tuyết nhiên không chịu đứng về phía anh Xin lỗi, em không giữ được cô ta rồi, mong sau khi mọi chuyện kết thúc, bạc vọng anh ấy sẽ không nổi nóng vì chuyện này. Trợ lý lại tiếp tục vào thông báo, thư ký lộc, lại xảy ra chuyện rồi. Trên mạng tung ra tập 1 của Hào Môn, từ đầu đến cảnh cuối đều là cảnh trong phim, không hề có đoạn nào là giả. Công ty đã loạn hết lên rồi, bộ phận quan hệ xã hội hỏi chúng ta có cần dừng buổi ra mắt không? Không dừng, vẫn tổ chức buổi ra mắt như thường, lần này không ai được phép cản đường của bạc vọng. Cách buổi ra mắt phim còn 15 phút, SG lớn gan thật, phim đã bị lộ mà vẫn tổ chức buổi ra mắt, tuy có độ hot, nhưng phát sóng 2 phút. Mọi người vừa xem đã thấy giống hệt trên mạng, sau này lượt xem chắc chắn sẽ tụt không phanh, giá cổ phiếu của SG vẫn đang giảm, tôi thấy chắc là sắp đến giới hạn rồi. Mau nhìn kìa, nữ chính vào rồi, Trần Tuyết Nhiên, xin hỏi ảnh giường chiếu giữa cô và Bạc Vọng là thật sao, hai người có quan hệ như thế nào, vết thương trên người cô là sao vậy? Có ai đánh cô sao? Trần Tuyết Nhiên giả bộ vô cùng đáng thương, không có không có, chuyện này không liên quan đến bạc vọng, là do tôi không cẩn thận tông vào. Đạo diễn Cốc và thư ký Lộc đến rồi, các phóng viên lập tức bỏ rơi Trần Tuyết Nhiên. Tất cả hướng mắt về phía hai người phụ nữ đang đi tới. Trận chiến lớn quá, em đã sẵn sàng chưa? Tất nhiên, kịch hay sắp bắt đầu rồi. Hoan nghênh các vị khách quý, bạn bè truyền thông tới buổi ra mắt bộ phim Hào Môn, từ lúc chuẩn bị đến cả đoàn phim vô cùng bí mật. Tối nay sẽ gỡ bỏ lớp màn che thần bí này đầu tiên chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh các diễn viên chính của hào môn lên sân khấu trần tuyết nhiên kiêu ngạo đứng dậy định bước lên nhưng có một bàn tay giữ vai cô ta mạnh mẽ ấn lại khách quý đừng đứng dậy sẽ phá hoại tiến độ của buổi ra mắt đấy khách quý cái gì tôi là diễn viên chính từ bây giờ cô không phải diễn viên chính nữa trần tuyết nhiên không khỏi kinh ngạc sao lại nói là không phải chứ vậy là có ý gì bước lên sân khấu là hai diễn viên vô cùng nổi tiếng hà lệ từng nhận giải thưởng bạch sư và Sa Mỹ từng nhận giải thưởng Kim Đăng Quốc tế. Không phải họ đã rút khỏi giới nghệ sĩ rồi sao? Chuyện gì thế? Sao không là những diễn viên mà đoàn phim đã tiết lộ? Không đúng, sắp xảy ra chuyện rồi, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Lộc Chi Lăng mỉm cười hài lòng, làm phong nền đã lâu, cuối cùng cũng tới thời khắc bùng nổ rồi. Một loạt những cảnh quay đầu tiên của bộ phim lần lượt được phát sóng, những lục đục đấu đá trong nhà hào môn kia. Nữ chính của nhà này chỉ có một, cô tưởng cô tranh được với tôi à, chỉ cần cô chết, thì sẽ không ai tranh giành với tôi nữa. Tôi gả đi là để báo thù, bảo người ta tạo ra ảnh giường chiếu trước, rồi vào lúc then chốt cho nổ những quả mìn này, chuyện này là ai làm, thân là hào môn. Gia tộc càng lớn lại càng nhiều kẻ chia năm xẻ bảy, người muốn chơi chết tôi có quá nhiều, người muốn làm chuyện này, có thể là chú tôi, cũng có thể là mẹ kế tôi, tất cả cùng mưu tính, cũng có thể là cô, cô vợ xinh đẹp của tôi, trở thành đá đệm chân của bạc vọng tôi. Không sao, có kẻ nào giải quyết kẻ đó là được, trong hào môn sao lại có người ngây thơ thật sự, chẳng qua tôi chỉ đang ngồi yên quan sát biểu hiện của mấy người thôi. Phía bên dưới, mọi người ngồi xem phim mà không khỏi trầm trồ, tất cả đều là vai ác, thật thú vị. Dương Chiếu, còn cả tin đồn, chẳng lẽ tất cả đều trong dự tính của bạc tổng sao, nhưng khác hẳn với những gì trên mạng tiết lộ. Không ngờ Trần Tuyết Nhiên lại không phải nữ chính của bộ phim này, chẳng lẽ bộ phim hào môn mà trên mạng tung ra chỉ là đạn hỏa mù, đây mới là hào môn thật sự muốn tránh khỏi tay mắt của kẻ có ý đồ, chỉ đành làm thế này mới không để lộ sai sót. Tiếp theo các vị phóng viên truyền thông có câu hỏi gì đều có thể hỏi đạo diễn Cốc Na, đạo diễn, kiêm biên kịch của chúng tôi. Đạo diễn Cốc, không phải nữ chính của hào môn trước đây là Trần Tuyết Nhiên sao, sao đột nhiên lại đổi người vậy? Bên chính thức của đoàn phim Hào Môn trước giờ chưa từng tung ra bất kể tin tức nào. Nếu có người tự xưng là diễn viên chính, vậy thì tôi mời cô ấy đem chứng cứ ra đây, ví dụ như hợp đồng đã ký chẳng hạn trần tuyết nhiên mặt hàm hàm giận dữ trước đây đoàn phim nói là bí mật hợp đồng mà tất cả mọi người ký đều dùng hai chữ chưa chắc để đặt tên trừ nội dung sơ lược manh mối chính đó ra thì chẳng còn cái gì cứ như vậy không ngờ cô ta lại không có một chút chứng cứ nào chứng minh mình chính là nữ chính của hào môn không được số tiền còn lại cô ta vẫn chưa lấy được nhất định phải dìm danh tiếng của bạc vọng và lộc chi lăng trần tuyết nhiên cướp mic của phóng viên đứng bên cạnh thư ký lộc coi tôi là tình địch nên muốn cho tôi một sự sỉ nhục lớn như vậy sao Rõ ràng tôi mới là người đóng vai chính trong hào môn, không ngờ cô vì muốn đuổi tôi đi mà quay một bộ khác. Cốc Na liền lên tiếng, Trần Tiểu Thư, chúng tôi không biết cô đang nói gì, đoàn phim của tôi sẽ không dùng những nghệ sĩ thất đức. Tôi thất đức chỗ nào, cô chắc chắn là muốn nói chuyện này trong buổi ra mắt phim hào môn à, vậy chúng ta sẽ cùng nói chuyện nhé. Đèn được bật sáng, trên màn hình chiếu đoạn video của Trần Tuyết Nhiên nói chuyện với trợ lý, cô Trần, cô thật sự đi tìm bạc tổng à, thời gian quay phim mà gây ra tin đồn thì không hay. Nhiều lời, một trợ lý như cô còn quản lý cả tôi à, nhưng cô đi tìm bạc tổng thì thôi đi, đằng này đã mấy buổi tối. Tôi nhìn thấy mấy vị lão tổng khác đi từ phòng cô ra, thế này sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Câm miệng, tôi hấp dẫn đàn ông thì có liên quan gì đến cô, nếu cô muốn tung tin ra ngoài vậy cẩn thận tôi sẽ cho người cưỡng hiếp cô. Xem cô còn mặt mũi nào làm người, phía dưới sân khấu, đám phóng viên xôn xao bàn tán, Trần Tuyết Nhiên buồn nôn vậy sao, câu này mà cũng nó nói ra được. Buồn nôn thật trước kia cô ta còn ngầm ám chỉ bạc vọng cưỡng ép bằng vũ lực kết quả là chính cô ta chủ động câu dẫn người đàn bà ghê tởm phong sát đi trần tuyết nhiên ngồi sụp xuống không nói được câu nào xong rồi tất cả xong hết rồi tiền còn chưa lấy được danh tiếng đã bị hủy hết rồi cô ta nhìn lộc chi lăng lúc này mới nhận ra không ngờ lời khuyên trước kia của lộc chi lăng lại là con đường lui cuối cùng của cô ta vậy mà cô ta lại từ bỏ con đường sống duy nhất này là do sự tham lam của trần tuyết nhiên đã hại cho cô ta thân bại danh liệt Lộc Chi Lăng nhìn về phía vệ sĩ gia hiệu, sau đó Trần Tuyết Nhiên bị dẫn đi. Báo cáo tỷ lệ xem của bộ phim Hào Môn đang tăng lên chóng mặt. Tuyệt quá, bộ phim xuất sắc năm trước cũng chỉ đạt đến 25%, lên rồi lên rồi, phim của chúng ta lên đến 50% rồi, không phải bùng nổ, mà là đạt đến đỉnh cao rồi. Chúc mừng Hào Môn đã đạt lượt xem cao ngất ngưởng. Cả Chi Lăng và Cốc Na đều rất hài lòng với kết quả này. Các phóng viên bắt đầu vây quanh Lộc Chi Lăng để phỏng vấn cô, Đầu tiên chúc mừng lần phát sóng đầu tiên của hào môn phá kỷ lục trong nước. Thư ký Lộc, xin hỏi từ lâu cô đã biết chuyện Trần Tuyết Nhiên quyến rũ giám đốc bạc có đúng không? Giám đốc bạc tận hưởng cái ôm của người đẹp là đang tương kế tự kế có phải không? Anh ấy và cô có quan hệ thế nào? Tối nay giám đốc bạc không có xuất hiện, có phải là do bị tin đồn làm phiền không? Lộc Chi Lăng chỉ im lặng không nói gì, nên phỏng vấn đạo diễn và diễn viên chứ, sao đám người này lại đến hỏi mình? Huống chi thái độ của bạc vọng đối với Trần Tuyết Nhiên mập mờ không rõ mình cũng không thể thay anh ấy xử lý đối phương điện thoại lộc chi lăng báo có tin nhắn đến là bạc vọng nhắn tin cho cô tôi đến rồi phòng làm việc chi lăng liền đi đến phòng làm việc vừa đến cửa cô đã gọi to bạc vọng em đến rồi chi lăng đột nhiên ngửi thấy mùi tanh của máu bạc vọng ngồi im trên sofa trên cổ có vết thương chi lăng nhìn thấy anh thì vội vàng chạy đến cô đứng trước mặt anh rồi nói cởi đồ ra đi bạc vọng liếc mắt nhìn cô sau đó đặt ly rượu xuống rồi cởi áo ra. Chi lăng nhìn khắp người anh một lượt, vẫn còn may, vết thương lần này nhìn không quá nghiêm trọng. Anh cố chịu một lát, em giúp anh kiểm tra tình hình vết thương, chi lăng không khỏi ngại ngùng, vết thương gì mà lại gần chỗ nhạy cảm chứ, thật khó để kiểm tra. Bạc vọng cười trêu chọc, đến gần một chút sẽ nhìn rõ hơn đó. Do thắt lưng che vết thương chứ bộ, anh đúng là biến thái, bây giờ thị lực của em rất tốt, bạc vọng liền lên tiếng, vẫn không hỏi vết thương của tôi đến từ đâu sao bàn tay lộc chi lăng bất chợt dừng lại hào môn thành công rồi anh không cần thay nhà họ bạc làm mấy chuyện này nữa lần nào cũng liều mạng anh thấy đáng sao thôi kệ suy nghĩ của bạc vọng sao có thể thay đổi bởi cô được bạc vọng bất ngờ nói với chi lăng ký ức lâu nhất mà tôi có là ở trong một chiếc xe bị vỡ nát trên một ngọn núi hoang vắng có người phụ nữ đầu đầy máu đã đẩy tôi ra khỏi xe từng chút một bà ấy luôn xua tay bảo tôi đi đi tôi ngây người nhìn bà ấy mà không giúp được gì vì còn quá nhỏ và đang rất sợ hãi cả người tôi run rẩy rồi cũng chạy đi theo lời mẹ nói chiếc xe đằng sau cùng với mẹ tôi nổ tung tôi cứ như bị chúng tà vậy mãi đi về phía trước không chịu ngừng nghỉ tôi nợ bà ấy một mạng nên tôi phải dành di sản từ tay người đàn ông mà bà ấy không thích trả lại cho bà ấy lộc chi lăng lúc này mới hiểu thảo nào bạc vọng nhất quyết làm việc cho nhà họ bạc nhất quyết lấy lại di sản của mẹ từ tay bạc tranh vanh như như vậy liệu có thật sự tốt không giữa mẹ con với nhau không có tính toán vậy đâu so với di sản em tin chắc mẹ càng mong anh có thể sống vui vẻ khỏe mạnh mẹ chi lăng nhắc đến chữ mẹ này khiến bạc vọng chợt sững cả người lại hơn nữa anh đã nắm được quyền hạn tuyệt đối ở tập đoàn muốn lấy lại di sản không phải là chuyện dễ như chở bàn tay sao không cần phải gấp gáp như vậy trên đường về tôi đã xem phát sóng trực tiếp buổi lễ ra mắt của bộ phim rồi bạc vọng nhìn cô chằm chằm người phụ nữ này không phải hạng vừa hôm nay tất cả dư luận bị dẫn dắt có lẽ mấy người nhà họ bạc đã bị tức chết rồi nói đến chuyện này anh nghĩ sao về trần tuyết nhiên vì danh tiếng của anh tốt nhất lúc này nên vạch rõ quan hệ với cô ta bà vọng đang thầm suy nghĩ vì danh tiếng của anh hay là vì sự ghen tuông của cô nếu tôi không muốn vạch rõ thì sao em cảm thấy trần tuyết nhiên không phải kiểu người để ý đến danh tiếng đợi lần sóng gió này qua đi rồi anh hãy tìm cô ta nếu cô ta thích anh thật lòng thì nên thông minh một chút khai những âm mưu và kẻ đứng sau ra không bao giờ làm hại anh nữa chi lăng chỉ là đang suy nghĩ bạc vọng quả nhiên không muốn buông tay cô nói vậy chắc anh ấy sẽ đề cao cảnh giác đối với trần tuyết nhiên bạc vọng nghe vậy thì chợt mỉm cười giọng điệu cô ấy thật là chua vết thương xử lý xong rồi em dọn dẹp trước chi lăng định đứng dậy rời đi nhưng bạc vọng đã kéo tay cô lại qua đây hôn tôi một cái lộc chi lăng nhìn anh thật không thể hiểu nổi phía dưới có một đám phóng viên đang đợi bạc vọng bị thương thành ra thế này mà còn nghĩ đến anh ấy nghiện hôn đến mức này sao thôi vậy đối mặt với anh ấy cô cũng không có quyền nói chi lăng ngồi lên chân anh nhưng khi nhìn anh thì lại nghĩ đến hình ảnh bạc vọng cùng trần tuyết nhiên vào khách sạn cô có chút do dự rồi bất ngờ hôn lên cổ anh bạc vọng không nhịn được nữa mà mạnh mẽ hôn lên môi cô đẩy ngã cả người chi lăng xuống sofa một lúc sau hai người họ mới rời khỏi phòng làm việc lộc chi lăng nhìn anh rồi nói Vết thương trên cằm anh mà quấn băng gạc vào thì trông nặng lắm, để tôi lấy băng cá nhân dán lên cho anh, sau đó nói là lỡ tay làm sức trong lúc cạo dầu. Như vậy người ngoài sẽ không đồn đoán linh tinh nữa, mấy vết thương khác còn đau không, bây giờ mà giải thích thì có gượng gạo quá không nhỉ, bạc vọng chỉ hờ hững nói, không sao đâu. Lộc Chi Lăng có chút lo lắng, trước mặt nhiều truyền thông như vậy, anh ta sẽ không nói gì kỳ lạ đâu đúng không, ví dụ như nổi hứng muốn che chở cô tình nhân nhỏ Trần Tuyết Nhiên chẳng hạn. Chi Lăng quay sang hỏi anh, anh gặp truyền thông là để làm rõ tin đồn bậy bạ của mình à tới nơi rồi bạc vọng không trả lời câu hỏi của cô vì anh đang nghĩ lộc chi lăng thật sự ghen rồi còn chi lăng chỉ biết cạn lời với anh thôi bỏ đi dù anh ta có gây chuyện đi chăng nữa thì mình cũng chỉ đành hùa theo thôi lộc chi lăng cô sợ tôi có quan hệ mờ ám với trần tuyết nhiên đến thế à đương nhiên là cô sợ rồi chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của bạc vọng và hiệu quả của buổi họp báo hôm nay nhưng sao những lời này của bạc vọng nghe như có nghĩa khác vậy chúng ta không đi ra ngoài sao, cô vẫn chưa trả lời tôi đâu, tất nhiên tôi không muốn anh có quan hệ mờ ám với Trần Tuyết Nhiên rồi. Lộc Chi Lăng đúng là hay ghen mà, bạc vọng cứ ghé sát người cô không chịu rời, nhìn anh có vẻ như lại muốn hôn cô, không thể nào, ở đây hả, vừa nãy ở trong phòng nghỉ vẫn chưa hôn đủ sao. Bạc vọng, bên ngoài có rất nhiều truyền thông, chúng ta mà làm vậy ở trong này thì sẽ bị bọn họ nhìn thấy đấy, chưa kể trên hành lang cũng có camera giám sát nữa. Cô tưởng tôi quan tâm à, bạc vọng xoay người lộc chi lăng để cô đứng đối diện với anh, sau đó lại tiếp tục cúi xuống hôn cô. anh biết chỗ bọn họ đang đứng phía sau có camera, có lẽ nó đã ghi được khoảnh khắc này của hai người họ rồi. đạo diễn cốc, chuyện thư ký của bạc tổng là sao vậy ạ? À? nghe nói thư ký của bạc tổng đã kết hôn rồi. có khi nào giữa cô ấy và bạc tổng có quan hệ tình cảm trái đạo đức gì không? mọi người cứ đùa. nếu mọi người có hứng thú với mấy câu chuyện máu chó của nhà giàu như vậy, hay chúng ta xem trước một đoạn giới thiệu tập 2 bộ phim hào môn đi mời mọi người hướng mắt về phía màn hình nhưng trên màn hình đột nhiên lại chiếu cảnh mà camera đã ghi được khi bạc vọng và lộc chi lăng hôn nhau tất cả phía dưới đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra đây không phải thư ký của bạc tổng sao bạc vọng hôn chi lăng một cách nồng nhiệt sau đó nâng bàn tay cô lên hôn anh nhìn cô rồi lên tiếng nói tôi chưa từng chạm vào người phụ nữ khác vợ à đám phóng viên nghe xong thì giật mình kinh ngạc vợ thư ký lộc là vợ bạc tổng sao lộc chi lăng nhìn anh khó hiểu anh ta gọi mình là vợ ư anh ta say rồi hả đi thôi bạc vọng ôm eo cô bước đi trong lòng đầy thỏa mãn cửa phòng vừa mở ra cốc na và phóng viên dồn hết sự chú ý vào hai người họ lộc chi lăng cười đầy miễn cưỡng sao mọi người lại nhìn cô và bạc vọng như vậy nhỉ cốc na thì thầm với chi lăng hồi nãy hai người hôn nhau ở hành lang à sao cô lại biết không hiểu sao hồi nãy camera giám sát ở hành lang tự nhiên kết nối vào màn hình lớn đó lộc chi lăng tức giận quay sang nhìn bạc vọng Hồi nãy bạc vọng cố ý làm vậy ư, hóa ra hai người đã kết hôn rồi. Sao vẫn chưa công khai thế? Bí mật kết hôn sao? À này thư ký, vậy chuyện của cô với Trần Tuyết Nhiên có phải là thật không? Vợ cả chị Bồ Nhi à, bạc tổng có thể chia sẻ một chút về quan hệ giữa ngài và Trần Tuyết Nhiên không ạ? À? Bạc vọng lạnh lùng nói với phóng viên, cô ấy có tên là Lục Chi Lăng, cần tôi dạy lại cách phỏng vấn cho cậu không thế. Thời gian không còn sớm nữa, mong các vị hỏi câu hỏi khác có liên quan hơn thấy bạc vọng lấy tay che vết thương trên cằm lại phóng viên lập tức hỏi anh bạc tổng mặt anh bị thương à bạc vọng liếc nhìn về phía lộc chi lăng rồi nói hôn mãnh liệt quá không dám cho người khác xem chi lăng chỉ còn biết câm nín chẳng phải đã thống nhất là bị thương lúc cạo râu rồi à sao lại thành hôn mãnh liệt chứ bạc vọng chẳng những muốn công khai quan hệ hôn nhân mà còn muốn cho mọi người thấy hai người họ hạnh phúc làm sao được rồi nhìn từ một phía nào đó thì cách giải quyết này cũng không tệ bạc phu nhân có thể chia sẻ cho mọi người biết cảm giác của cô khi gả vào nhà giàu không? Hai người kết hôn từ bao giờ vậy? Lộc Chi Lăng không thoải mái khi bị gọi là bạc phu nhân. Cô nhìn phóng viên rồi lên tiếng nhắc nhở: Tôi họ Lộc, Lộc gia khu Trường Lâm ở Giang Nam. Lộc Chi Lăng, Lộc gia khu Trường Lâm ở Giang Nam sao? Đó chẳng phải là Lộc gia mà mọi thành viên đều chết hết rồi sao? Lộc gia bị phá sản rồi mà một thiên kim bại gia như cô ta cũng có thể gả vào bạc gia đứng đầu nền kinh tế hả? Bạc phu nhân không định sửa họ sao? Không sửa. Tôi rất yêu chồng tôi, tôi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì vì anh ấy, nhưng tôi cho rằng họ tên là do cha mẹ quyết định, phải gắn bó cả đời. Bởi vì mạng sống của tôi đều do bọn họ trao tặng, nhờ công nuôi dưỡng của cha mẹ, nên tôi mới có thể gặp được chồng tôi trong bộ dạng tốt đẹp như thế này. Bà Vọng bất chợt ôm chặt eo chi lăng, sau đó ghé sát tai cô thì thầm, nể tình cô nghe lời như vậy, tặng cô một món quà. Mãi đến tận 10 giờ tối các phóng viên mới lần lượt rời đi, bà Vọng dẫn Lục Chi Lăng vào chỗ nào đó ở công ty, đi xem món quà mà anh đã chuẩn bị chú đáo bên trong một căn phòng có chứa rất nhiều người ai nấy cũng đều mang chung một vẻ mặt sợ hãi bạc tổng chúng tôi thật sự không muốn đối đầu với cậu úc phu nhân ép chúng tôi làm thế đúng 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 tôi chỉ bị ép thôi tôi cũng bị ép bạc vọng hỏi tất cả bọn họ những chuyện xấu này đều do các người cầm đầu ra lệnh cho người khác làm đúng không chỉ trong một ngày đã làm được nhiều thứ như vậy còn dám đổ lỗi người khác nữa nếu thích nói dối đến thế thì lấy lưỡi họ ra xào một đĩa đi những chuyện xấu bị lan truyền, không ít thì nhiều đều có liên quan đến Chi Lăng. Bạc Vọng còn bảo đây là món quà anh ấy tặng cho cô, là anh ấy đang ra mặt thay cô sao. Bạc Vọng, lục Chi Lăng lên tiếng gọi anh. Thả họ ra đi, đừng làm bẩn tay của mọi người. Bạc Vọng liền hỏi đám thuộc hạ của anh, các người chê bẩn sao, không chê. Ý của em là, họ đã như vậy rồi, còn khai Úc Vân Phi ra, đồng nghĩa với việc đắc tội đối phương. Đừng nói đông sơn tái khởi, muốn sống còn khó, không cần phải dùng tư hình. Nhìn chó cắn chó không phải sẽ thú vị hơn sao? Hơn nữa hôm nay họ mà chết hay bị tàn tật thì Úc Vân Phi chắc chắn sẽ nắm lấy điểm này công kích anh, em không muốn anh xảy ra chuyện. Được, vậy thì nghe theo cô, nhưng mà mạng sống thì có thể giữ, muốn yên bình không bị gì sao, không có dễ vậy đâu. Không được phép dập lửa, bằng không là không sống được nữa đâu. Cứu tôi, cứu tôi với. Cuối cùng cũng khuyên được Bạc Vọng không gây ra án mạng, Chi Lăng liền quay sang hỏi anh, anh cố ý để người phát camera sao? không phải cô muốn làm rõ à em không biết anh sẽ làm rõ bằng cách này lộc chi lăng chỉ cần anh công khai làm rõ mối quan hệ với trần tuyết nhiên là được rồi cần gì phải để mọi người biết mối quan hệ của bọn họ làm vậy sẽ đạt được hiệu ứng tốt nhất sao vậy cô không vui sao em chỉ là lo lắng thay anh thôi công khai quan hệ hôn nhân của chúng ta như vậy đến khi ly hôn anh lại gặp phải phiền phức cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân thứ hai của anh bà vọng lạnh lùng nói với cô lộc chi lăng có phải tôi nên cảm ơn cô suy nghĩ cho tôi không cuộc hôn nhân thứ hai có thuận lợi hay không cũng thay anh nghĩ sẵn sao em chỉ là không muốn sau khi đi theo thỏa thuận trên hợp đồng thì anh vẫn còn giải quyết những rắc rối không cần thiết cô sợ cái gì giải quyết rắc rối không dễ giải quyết người rắc rối còn không dễ sao cô cũng thấy rồi đó không ai hiểu cách hành hạ người khác hơn tôi đâu sau này đừng có hở tí là nhắc đến chuyện ly hôn trước mặt tôi tôi thấy nghe không hay cô thấy sao lộc chi lăng ngơ ngác nhìn anh vậy là anh ấy không muốn để mình đi sao hay chỉ là tạm thời có hứng thú với mình hình như có thứ gì đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát thấy lộc chi lăng vẫn lặng im không lên tiếng bạc vọng liền hỏi cô còn muốn nói gì nữa không có anh chưa từng đụng vào trần tuyết nhiên thật sao bạc vọng bất giác mỉm cười thì ra là cô ấy vẫn để ý chuyện này anh nhẹ nhàng cầm tay cô sau đó hôn lên đôi tay ấy chưa từng đụng vào bây giờ tôi chỉ muốn ngủ với cô ngủ xong mới tính đến chuyện khác Bạc vọng không cần thiết phải nói dối với cô, nói chưa từng đụng vô chắc là không đụng thật. Bà có nhắn tin cho em kêu chúng ta ngày mai về thần Sơn, được, bạc vọng vừa đáp lời, vừa nhìn lên chiếc nhẫn cưới trên tay Lộc Chi Lăng, vừa hay cũng muốn về đó tìm nhẫn của mình. Tại biệt thự thần Sơn, đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân về rồi. Lão phu nhân hồ hởi ra đón Chi Lăng, bé ngoan của bà, con làm bà nở mặt nở mày quá, không có đâu bà. Đều là công lao của bạc vọng và đạo diễn cốc, dựa vào một mình con chắc chắn không được, đừng khiêm tốn, con là tốt nhất. Bà tranh vanh liếc mắt nhìn bạc vọng, xây dựng SG cho tốt, Ba không hy vọng cuối năm vẫn còn nhìn thấy công ty thừa ngu. Trên tay bạc tranh vanh đang cầm một tờ báo, tin tức được đăng trên đó khiến ông cũng có chút hài lòng, công ty SG bỗng chốc trở thành đàn anh đứng đầu ba công ty lớn nhất giới giải trí. Bạc vọng chỉ lơ đi không đáp lời ba anh. Các con không biết lần này bạc vọng và chi lăng đã khó khăn biết bao đâu, cũng không biết mấy người vô liêm sỉ nào đứng phía sau giờ trò dơ bẩn hạ mỹ tình liếc mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh còn cần nghĩ sao tất nhiên là úc vân phi cô ta sợ sg bị bạc vọng giành mất chứ gì úc vân phi chỉ cười lạnh một tiếng tôi mà để ý chuyện này thì tại sao ban đầu còn chủ động đề xuất đưa công ty cho bạc vọng quản lý vì cô muốn bạc vọng bị mất hết mặt mũi nào ngờ lại bị lật thuyền trong bóng tối đang yên đang lành sao tôi lại muốn bạc vọng bị mất mặt cô toàn nghĩ cái gì đâu không vậy lộc chi lăng vui vẻ lên tiếng khoảng thời gian này gì úc ở nước ngoài có lẽ là mấy người đó tự mình chủ trương, nhưng mà mấy người đó đã bị bạc vọng đuổi việc rồi, nội bộ SG sẽ tiến hành sàn lọc lại người. Sàng lọc sao? Dì nhớ trong tay họ có cổ phần mà. Chi Lăng liền nói với bà ta, mấy sếp đó hình như biết SG sẽ bị tấn công nên đã đưa cổ phần ra từ trước. Bây giờ cổ đông lớn nhất của SG là Bạc Vọng và Dì Úc, đuổi mấy người đó cũng chẳng sao. Nói cũng phải, một đám kéo chân sau giữ lại cũng vô dụng. Vân Phi, ban đầu đã nói rồi, chỉ cần bạc vọng ra thành tích tốt thì cổ phần của con ở SG sẽ là của bạc vọng. Trước mặt tiểu bối, trưởng bối không được nói lời không giữ lời đâu. Úc Vân Phi trong lòng không khỏi hậm hực. Rõ ràng là bạc tranh vanh tự mình hứa chứ cô ta đâu có nói. Nhưng trước mặt lão phu nhân, Úc Vân Phi vẫn phải vui vẻ. Con sai người xử lý một chút rồi sẽ chuyển qua. Xem như con chúc mừng bạc vọng vậy. Lão phu nhân lại quay sang nói với con trai, tranh vanh. Cũng không thể để cháu trai bạc vọng của chúng ta mãi ở một công ty giải trí đâu nhỉ. Bà Tranh vanh hờ hững đáp, để con suy nghĩ, vẫn còn sớm, đi đến nhà hát xem hát kịch đi. Tại nhà hát gia đình, cả Bạc Vọng và Lộc Chi Lăng cũng đi xem kịch. Chi Lăng nhìn anh thầm suy nghĩ, tiếp đến sắp xếp Bạc Vọng đi đâu là chuyện rất quan trọng. Bạc Vọng đưa ngón tay ra ám chỉ cô ngồi xuống bên cạnh anh. Chi Lăng đành phải nghe lời, chúc mừng anh, cô khẽ nhỏ giọng nói. Bạc Vọng vẫn dõi mắt nhìn lên sân khấu, bàn tay anh vuốt nhẹ tay Chi Lăng. Anh quay sang hỏi cô, họ diễn gì vậy, là nhạc kịch kinh điển anh nhìn cái đó xem cô còn chưa nói xong thì bạc vọng đã hôn lên đôi môi ấy chi lăng bỗng nhiên cứng đờ cả người bàn tay anh ôm chặt eo cô kéo lại gần chi lăng vội vàng đẩy anh ra đừng mà bạc vọng mọi người đều đang ở trước mặt bạc vọng vẫn nhìn cô không rời mắt mỗi lần hôn sâu một chút là cô ấy lại không chịu anh liền nói với cô mỗi lần đều chỉ cho hôn mấy cái không giải được khát em đang mang thai không được thật mà vậy để tôi hôn chỗ khác Bạc vọng lại quay ra hôn lên tai Lộc Chi Lăng, cô không khỏi ngượng ngùng, từ xương quai xanh trở lên có chỗ nào mà anh ấy chưa hôn đâu, anh ấy còn muốn hôn ở đâu nữa. Anh thì thầm vào tay cô, tối nay ở lại đây nhé, Chi Lăng có chút sừng sốt, ở đây không phải chính là phòng tân hôn sao. Buổi tối, sau khi tắm xong thì Lộc Chi Lăng bước vào phòng của hai người, cô nhìn bạc vọng đang nằm ngủ trên giường mà tự hỏi, thật lòng mà nói thì mình có ghét bạc vọng không, câu trả lời là không. Vừa nãy lão phu nhân cũng đã thông báo tin vui cho cô, bà đã cho người đến Giang Nam rồi, đợi làm xong thủ tục thì cháu sẽ được đứng tên nhà cũ của Lộc Gia. Từ lúc bắt đầu cho đến giờ, mình đã có được rất nhiều thứ từ anh ấy, bên cạnh đó, mình thích khuôn mặt của anh ấy, thích cả bóng lưng và dáng người của anh ấy, mình chưa từng ghét bỏ sự gần gũi đụng chạm của anh ấy, mình chỉ run rẩy vì anh ấy. Nếu đã như vậy, mình còn sợ cái gì? Dù sao mối quan hệ của bọn mình cũng không đơn thuần là duy trì lúc nóng lúc lạnh nữa, cho đi nhiều hơn thì có sao. Bạc vọng cúi xuống hôn lên người chi lăng. Anh nhìn cô trêu chọc, Lộc Chi Lăng, không sợ chảy máu khắp giường nữa à. Bạc vọng, em còn đang mang thai, cho dù thế nào đi nữa thì cũng đừng đi đến bước cuối, được không? Bạc vọng lặng im không nói gì, anh nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cô. Sau đó nồng nhiệt hôn lên đôi môi của Chi Lăng. Chi Chi, anh khẽ cất giọng gọi cô, trong ánh mắt chứa đầy khao khát dục vọng, Chi Lăng ngạc nhiên hỏi anh. Anh gọi em là gì cơ, là Chi Chi, không có ai gọi em như vậy sao, không có, đây là lần đầu tiên có người gọi cô như vậy. Chi chi, anh khẽ cắn lên vành tay cô, sau đó thủ thỉ. Chi chi, ông đây sớm muộn gì cũng sẽ ngủ với em. Lộc chi lăng biết chuyện tiếp theo sẽ xảy ra là chuyện gì, nhưng cô không hề ghét bỏ nó, cô đã chấp nhận anh rồi. Sáng ngày hôm sau, Lộc chi lăng ngắm mình trong gương, trên cơ thể cô toàn là những dấu hôn của bạc vọng để lại đêm qua, chuyện nên làm tối qua cũng đã làm rồi. Chuyện không nên làm hình như cũng không thiếu, mới 4 tháng mà đã đi đến bước này, có lẽ còn nhanh hơn những người đang yêu thực sự. Anh dậy rồi sao? Bạc Vọng liền nói với cô, lại đây. Tối nay có bữa tiệc mừng bộ phim Hào Môn, anh có rảnh để đi không? Em muốn đi sao? Đương nhiên là em muốn. Bộ phim Hào Môn này từ lúc bắt đầu quay vẫn luôn không được thuận lợi, mọi người đều rất vất vả. Nhất là đạo diễn Cốc, cô ấy còn phải giả vờ chụp ảnh Trần Tuyết Nhiên, nếu không đi khao bọn họ thì chẳng phải là không hợp lý sao. Anh là đại boss đi phát tiền thưởng cho bọn họ thì mọi người sẽ rất vui đó, vậy thư ký em có muốn nhận tiền thưởng không em không cần cô đã nhận được số tiền lớn từ chỗ lão phu nhân rồi lại nhận nữa thì ngại lắm anh cho em phần của úc vân phi chi lăng không khỏi kinh ngạc anh ấy cho cô cổ phần của công ty giải trí sg sao bạc vọng thực sự chấp nhận cô rồi sao không nếu cô có được những thứ này sau này sẽ rất khó chia chi lăng liền nói với anh em không muốn em có thể ở bên cạnh anh là em đã rất vui rồi lấy nhiều cổ phần như vậy thì sẽ phải làm nhiều việc hơn lúc đó em sẽ không có thời gian để ở cùng anh nữa bạc vọng nhìn cô trêu chọc em muốn ở cùng anh thì anh phải để em ở cùng sao chi lăng chỉ nhoẻn miệng cười anh không muốn để em ở cùng thì đương nhiên em sẽ không làm phiền anh nhưng em có thể quan sát anh từ xa thế này cũng cần thời gian mà dính người thật nói xong bạc vọng lại tiếp tục hôn cô tối anh qua muộn chút được em đợi anh tại buổi tiệc mừng hào môn lộc chi lăng quay sang hỏi phù sinh hạ mỹ tình không gây rắc rối gì cho em chứ không có chị sắp xếp để ba mẹ em làm việc bên cạnh lão phu nhân rồi mà có lão phu nhân bảo vệ hạ phu nhân không dám làm gì em đâu vậy thì tốt tiểu thất phù sinh giọng nói của cốc na bất chợt vang lên chi lăng và phù sinh quay ra nhìn thì trợn tròn mắt kinh ngạc đây là đạo diễn cốc sao cứ như biến thành một người khác vậy chi lăng nhìn cốc na mà cũng ngơ ngẩn cả người đạo diễn cốc hôm nay cô rất đẹp cảm ơn tiểu thất chúng ta nói chuyện chút nhé đây chính là phong cách của tôi trước đây khi anh cả cô đá tôi nói tôi quá yếu đuối không xứng với anh ấy tôi nghe thấy chỉ biết nén sự uất ức rồi thay đổi mình từ trong ra ngoài thấy chi lăng lặng im không lên tiếng cốc na hỏi cô sao không muốn nói chuyện sao sợ tôi buồn à chi lăng nhìn cốc na có chút lo lắng tôi không biết cô có thể buông bỏ không hai tháng hợp tác này giữa chúng ta chỉ nói chuyện công việc không ai nhắc đến anh cả tuy chi lăng rất muốn rất muốn nhớ về anh cả cùng cô ấy cùng nhau nói vài chuyện về anh cả chuyện tốt chuyện xấu chuyện khó xử cốc na nói cô đã không còn hận anh ấy nữa rồi có phải anh cả cô chưa từng nhắc đến tôi không chưa từng nhắc đến cụ thể nhưng bên cạnh đó cũng nhắc đến không ít lần ví dụ như anh ấy cho tôi xem đi xem lại tác phẩm tốt nghiệp của cô anh ấy cũng chưa từng cho tôi ngồi lên xe máy của anh ấy ví dụ khác là anh ấy hái hết hoa của dì ba tôi cũng không biết là để tặng cho ai tặng cho tôi rồi sao vậy sau đó thậm chí anh ấy còn mất cả đệm khoảng thời gian đó anh ấy vẫn luôn ngủ dưới đất cốc na nhớ lại lúc đó tôi vì quay đồ án tốt nghiệp đến nỗi bị đau lưng nên anh ấy cứ nhất quyết đòi chuyển đệm của mình qua anh ấy nói ngủ tấm đệm của anh ấy thì sẽ không bị đau lưng tôi không ngăn nổi nhưng giờ nghĩ lại vẫn hối hận tôi đã mất rất nhiều thời gian để cãi nhau với anh ấy lúc tôi vừa biết anh ấy là con trưởng của cả tập đoàn lớn thì tôi đã bị dọa sợ tôi tưởng anh ấy chỉ đùa thôi sau đó tôi lại cảm thấy xuất thân của mình như thế này không xứng với anh ấy có lần trong nhà cô tổ chức vũ hội anh ấy đã nói đi nói lại với tôi nhưng tôi vẫn sợ đến nỗi bỏ chạy mất thực ra lần đầu anh ấy nhắc đến tôi đã đi đăng ký một lớp học điệu van ngày nào cũng luyện mấy tiếng giáo viên còn khen tôi nhảy đẹp nhưng anh ấy chưa từng được xem thực ra anh cả cũng có khoảng thời gian điên cuồng tập điệu van tôi biết nhảy phần của anh ấy cốc na quay sang nhìn chi lăng kiềm chế lại xúc động trong lòng cốc tiểu thư cô có thể nhảy cùng tôi không cốc na nhìn chi lăng lại nhớ tới cảnh thừa cô đã quá nhớ anh ấy rồi bạc vọng đứng bên trong nhìn ra chỗ hai người phụ nữ đang nhảy điệu van ánh mắt anh không khỏi sững sờ trước đây đã từng nhìn thấy nụ cười của cô ấy nhưng mấy lần đó không giống như bây giờ bây giờ cô ấy rất hạnh phúc có lẽ con người trước mắt mình đây mới là lộc chi lăng thực sự còn ở trước mặt mình ngày xưa chỉ là một chiếc mặt nạ lộc chi lăng và cốc na vẫn đang say sưa trong những điệu nhạc van du dương cốc na bất ngờ cúi mặt xuống buồn bã chi lăng nhìn cô thấy có chút khác lạ tiểu thất chị nhớ anh ấy đạo diễn cốc Bà của Bạc Vọng đã mua cho em biệt thự ở Giang Nam Khi nào em rảnh em sẽ đưa chị đi xem phòng của anh em Sau khi xem xong thì chị hãy buông bỏ đi Ngày tháng sau này vẫn còn dài Chi Lăng bất ngờ nhìn thấy Bạc Vọng đứng gần đó Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt anh thì Chi Lăng có chút ngạc nhiên Sao anh ấy lại có vẻ không vui Bạc Vọng, anh đến rồi à Cốc Na đứng thẳng người dậy rồi nói với Chi Lăng Hai người nói chuyện đi Chi Lăng bước đến chỗ Bạc Vọng Sau đó khoác tay anh bước vào bữa tiệc Bạc Vọng quay sang hỏi cô, hai người đang làm gì vậy? Không có gì, chỉ là nói về một vài chuyện trong quá khứ thôi. Nói chuyện quá khứ đến mức ôm nhau luôn sao? Bạc Vọng cau mày khó chịu, Chi Lăng không khỏi bật cười, anh ấy nói chuyện cứ như ai bị cưỡng hiếp vậy. Em đang thay anh cả em, cùng cô ấy nhảy điệu nhảy cuối cùng, Chi Lăng muốn Cốc Na có thể buông bỏ được mọi chuyện. Bạc Vọng kéo tay Chi Lăng đi rồi lạnh lùng nói, một người phụ nữ như cô thì có gì để thay, đi thôi. Cốc Na vẫy tay chào lộc Chi Lăng chị không sao đâu. Tại sảnh của bữa tiệc, Chi Lăng cầm ly rượu lên rồi nói với Bạc Vọng, chúng ta kính mọi người một ly đi. Mọi người xung quanh không ngừng hô vang, Bạc Vọng và Bạc Phu Nhân đừng kính chúng tôi, hai người uống rượu giao môi đi, giao môi, giao môi. Bạc Vọng nhìn họ hết sức hài lòng với ý kiến đó, đội sáng tạo phim hào môn cũng thú vị đó. Chi Lăng liền đưa cho anh một ly rượu, sau đó trước sự hào hứng của mọi người, cô và Bạc Vọng đã thực hiện theo yêu cầu của họ. Cốc Na nhìn khoảnh khắc này thì vô cùng mãn nguyện, tiểu thất nhìn thấy em hạnh phúc như vậy là chị yên tâm rồi có lẽ mình cũng nên buông bỏ bữa tiệc kết thúc bạc vọng lái xe trở về nhà anh lên tiếng hỏi hình như hôm nay cô rất vui chi lăng quay sang nhìn anh bằng ánh mắt quyến rũ ngày hôm nay được ở bên cạnh anh không đáng để vui sao bạc vọng bất ngờ phanh xe gấp lộc chi lăng sau này không được phép quyến rũ tôi khi hai tay tôi không được rảnh ồ chỉ là hôm nay cô quá vui nhất thời nhanh miệng nên mới nói vậy chiếc xe của hai người họ dừng lại bên đường bạc vọng liền nói với cô qua đây chi lăng tiến sát đến bên người anh sau đó chủ động hôn lên đôi môi anh khiến bạc vọng nhất thời cứng đờ cả người sau khi hôn xong cô đẩy anh ra đi thôi chúng ta về nhà bạc vọng nhìn cô chằm chằm cảm giác bị quyến rũ mà không làm gì được thật khó chịu anh tăng tốc chiếc xe lao thật nhanh về nhà lộc chi lăng chỉ còn biết thở dài thiệt tình tự nhiên mình nhanh miệng làm cái gì nếu đi về với tốc độ này thì có khi mình lại bị anh ấy giày vò. Không được, mình phải nghĩ cách mau chóng rời sự chú ý của anh ấy. Đúng rồi, anh nói xem, tiếp đến ba sẽ để anh đi đâu, chắc phải vào một số nơi quan trọng chứ nhỉ. Bạc vọng không chú ý đến những gì Chi Lăng nói, anh chỉ tập trung lái xe để có thể về đến nhà nhanh nhất. Bất kể đi đâu, Úc Vân Phi và Hạ Mỹ Tình vẫn sẽ có vô số chiêu trò, đám người ở SG của Úc Vân Phi không có bản lĩnh gì lớn, nên chúng ta mới thắng lớn như vậy lần sau thì khó nói trước được bạc vọng thấy chi lăng làm nhảm nhiều thì quay sang hỏi sao vậy bỗng nhiên em nghĩ đến theo lý mà nói thì đây là bước đầu tiên anh vào tập đoàn úc phân phi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức không để anh thắng nhưng mà lần này chúng ta lại thắng rất thuận lợi bà ta thật sự chỉ có trò này thôi sao bạc vọng nắm tay lộc chi lăng rồi lên tiếng cũng thông minh đó thật ra hai nhóm người đều từng tìm cốc na sao anh biết vậy tôi biết chuyện này thì rất lạ à Cô nghĩ mỗi ngày cô chạy đến đoàn phim ở lì ở đó mà vẫn có thể nhảy nhót tung tăng là do đâu. Chi Lăng nhìn bạc vọng có chút kinh ngạc, anh vẫn luôn phái người trong trường người sáng tác hào môn, anh sợ có gián điệp sao. Cô tưởng cô chủ động để người của Úc Vân Phi vào đoàn làm phim giả, thì đoàn làm phim thật của cô sẽ sạch sẽ không có kẻ phản bội à. Em quả thật không nghĩ chu đáo như anh, lúc này Chi Lăng mới biết, thì ra bạc vọng nghi ngờ và đề phòng tất cả mọi người. Vậy nên nhìn thì có vẻ anh ấy không quan tâm đến SG, nhưng thật ra anh ấy vẫn luôn ở trong tối quan sát từng người một đảm bảo sự trung thành của mỗi người bà vọng lạnh lùng lên tiếng là cô đã đánh giá thấp mức độ ghê tởm của con người đạo diễn cốc vừa là đạo diễn vừa là biên kịch cô ấy vô cùng quan trọng đối với bộ phim thảo nào úc vân phi và hạ mỹ tình lại tìm cô ấy nhưng cô ấy không đồng ý nên hai người đó đã tìm người khác sao cốc na không nói với cô à cô ta đồng ý với cả hai bên cái gì không thể nào cốc na sẽ không phản bội em gái của lộc cảnh thừa lúc trước cô ta nói cô ta biết cô suýt bị người nào đó trong nhà họ bạc hại chết nên cô ta muốn giúp cô một tay vậy nên cô ta cố tình lượn lờ giữa hai người phụ nữ đó để thu thập chứng cứ úc vân phi muốn cô ta nói chúng ta đã phái người xâm hại cô ta ép cô ta quay phim và từ chức đạo diễn vào ngày phát sóng đầu tiên để phim không phát sóng được nữa hạ mỹ tình cũng yêu cầu tương tự nhưng kèm theo một điều nữa sau khi mọi chuyện kết thúc muốn cô ta lật lọng đẩy hết mọi tội lỗi lên người úc vân phi vậy nên đây là chiêu trò mà úc vân phi và hạ mỹ tình không thể sử dụng lòng người thật ra còn ác độc hơn trong phim nhiều vậy tại sao anh không ngăn cản chị ấy tại sao phải ngăn cản tôi chỉ cần đảm bảo cô ta không phản bội chúng ta thật là được rồi lộc chi lăng không khỏi lo lắng chị ấy làm chuyện này quá nguy hiểm bạc vọng chỉ thờ ơ đáp không liên quan đến tôi không đúng nếu đạo diễn cốc là quân bài cuối cùng vậy thì sao chị ấy có thể bình an thoát trận sau khi quay lưng lại và khiến kẻ địch thua cuộc Chi Lăng lập tức gọi điện thoại cho Cốc Na, xin lỗi số máy quý khách vừa gọi không người nghe máy, vui lòng gọi lại sau. Lộc Chi Lăng nói với Bạc Vọng, quay lại, tới chỗ đạo diễn Cốc ở. Cô bị điên à, vậy anh cho em xuống xe, em tự đi. Lộc Chi Lăng, tôi không có nghĩa vụ phải nghe theo cô, thích thì tự nhảy xuống. Em lo đạo diễn Cốc xảy ra chuyện, anh đưa em đi gặp cô ấy được không? Không phải cô ta là bạn gái cũ anh cả cô à, anh cả cô cũng chết rồi, cô còn quan tâm cô ta làm cái gì? chi lăng chỉ cúi đầu im lặng bạc vọng không hiểu anh ta không hiểu cốc na có ý nghĩa gì với cô xin anh đưa em đi em chỉ nhìn một tí thôi vẻ mặt lộc chi lăng có chút hoảng hốt đúng là phiền phức bạc vọng cuối cùng cũng đành phải nghe theo lời cô